Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng tài lực tính cho các bạn. Hôm nay mình nói về cách tính tổng một dãy số tự nhiên liên tiếp. Dãy số tự nhiên liên tiếp thì đây được gọi là dãy số tự nhiên liên tiếp. Chưa ạ? 1, 2, 3, 4, vân vân và vân vân đến 20. Rồi các bạn hãy tính tổng của nó. Khi để tính tổng của nó thì các bạn cần nhớ kiến thức sau đây. Cái nhất đó là số hạng đầu. Khi các bạn nhân vào cái dãy số này, được sắp xếp theo từ bé này, từ bé đến lớn. Ok chưa? Khi cái số hạng đầu chính là số đứng đầu này, vậy là số 1. Ok chưa? Tiếp theo, số hạng cuối chính là cái số cuối cùng, là số 2, 20. Tiếp theo các bạn cần nhớ đó là khoảng cách. Để tìm khoảng cách nè, các bạn lấy số hạng thứ 2 trừ đi số hạng thứ nhất và cứ tiếp tục như vậy. 2 nè trừ đi nhất nè, 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp tục 3 trừ 2 cũng bằng 1, 4 trừ 2 cũng bằng 1. Vậy chắc chắn khoảng cách của nó là 1. Ok chưa ạ? Tiếp theo các bạn cần nhớ đó là số lượng số hạng. Khi để tìm số lượng số hạng, các bạn có công thức như sau: số hạng cuối trừ số hạng đầu, tất cả chia cho khoảng cách rồi cộng 1, vậy bằng số hạng cuối là 20 trừ số hạng đầu là 1, tất cả chia khoảng cách là 1 rồi cộng 1. 20 trừ 1 là 19. 19 chia 1 ra 19. 19 cộng 1 bằng 20. Ok chưa? Vậy các bạn phải xác định là: thứ nhất, số hạng đầu; thứ hai, số hạng cuối; thứ ba, khoảng cách; thứ tư, đó là số lượng số hạng; cuối cùng, đó là tổng dãy số tự nhiên liên tiếp sẽ bằng số hạng cuối cộng số hạng đầu, tất cả nhân cho số lượng số hạng rồi chia hai. Xin lỗi tất cả các bạn nha. Rồi bắt đầu tiếp tục thôi. Số hạng cuối là 20 cộng số hạng đầu là 1, tất cả nhân cho số lượng số hạng là 20 rồi chia hai. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.